Xin chào cả nhà ha. Thì hôm nay em xin quay giới thiệu cho cả nhà mình ha, mặt hoa giống cúc cam. Cúc cam ở vườn của em nha. Cái cúc cam giống mới nha cả nhà. Thì cái này là cúc phượng Thanh Trân ha, cái màu vàng nè. Em sẽ để vô, em đặt vô em so cái màu cho cả nhà mình tham khảo ha. Cúc cam và mai vàng nha cả nhà. Đây. Cúc cam nha cả nhà nè. Bông 24 36 cánh nha cả nhà ơi. Đó. Nè, bông 24 36 cánh nha cả nhà. Nè, cúc cam nha cả nhà. Đây. Quá đẹp luôn cả nhà ơi, phải nói là đỉnh nha cả nhà. Đó, màu cam nha cả nhà. Đó, nó đậm hơn màu vàng nè, thấy không? Đó, rất là đẹp luôn cả nhà. Đó, thì cái này hiện tại em đã có ghép ra mai giống ra rồi nha cả nhà. Đó, thì cả nhà mình yêu thích thì mình cứ liên hệ với số điện thoại em ha. Em sẽ chia cho cả nhà mình một số, giống như em sẽ chia cây cho cả nhà mình ha. Hiện tại bên em không có nhiều đâu. Em con cũng có rất là ít chứ không có nhiều ha. Quá đẹp. Đó, cái này mình để nhìn một cây, mình nhìn một bông vậy đó. Thì cái điện thoại, cái hiệu ứng của điện thoại á là mình nhìn không rõ ha cả nhà nè. Đó, bông nó đậm hơn nha cả nhà ơi, màu cam nha. Rồi, thì bên em còn rất là nhiều giống mới á, bên em chưa tung thị trường. Thì hôm nay em chỉ giới thiệu sương sương như vậy cho cả nhà mình thôi ha. Thì cả nhà mình cần thì cứ alo cho em ha, em sẽ cho cả nhà mình em sẽ nói chung là có ít thì em chia sẻ ít ha cả nhà. Mà chắc là em chưa chia sẻ được quá. Mình đặt trước nha cả nhà, có gì cái này mình đặt trước cho em nha. Tại vì cái này em cũng mới ghép vô cây bự này xong rồi, em mới vừa test mặt bông xong nè cả nhà. Mới vừa test mặt bông xong luôn nha cả nhà. Cây bự nè, mới vừa test mặt bông xong. Đó thì em lên em đưa cho cả nhà mình theo, quay cho cả nhà mình tham khảo á. Cái này nó, cái này nó nở ngày hôm qua rồi mà em không hay nè. Nè, cái này nó mới nở nè cả nhà. Không? Quá đẹp luôn.